Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là thứ sáu ngày 8 tháng 10 nha mọi người nhé. Thì chim hôm nay nó về hơi trễ cho nên em đăng clip cũng hơi trễ cho nên mong tất cả mọi người thông cảm. Rồi, ok. Kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Đó, trong cái mùa đại dịch này anh em cứ chịu khó kỹ kỹ cẩn thận chút xíu ha. Em luôn luôn em quay clip, em luôn nhắc nhở cho mấy anh ha. Nhiều khi do mấy anh vui quá hay là cái gì đó thì lại quên, không có đeo khẩu trang hay là không có khử khuẩn tay chân mình thì nói chung rất là nguy hiểm đó, trong cái mùa đại dịch này thì tất cả mọi người nên chịu khó kỹ kỹ chút xíu ha. Mình là mình sống chung với dịch chứ không phải là hết dịch rồi nha mọi người nha, cho nên là mọi người nên cẩn thận kỹ kỹ chút xíu đó. Hôm nay em về chim bên Đắk Nông, chim bên Đắk Nông hình như là không biết là chim gì. Không, qua thằng em trai em nó cũng chưa có báo em là chim gì hết. Nói chung là 12 giờ mấy hay 1 giờ đêm gì á nó mới gửi chim cho em được, cho nên là cái giờ đó em đi ngủ rồi, em không biết là nó có gửi được hay không. Xe bến xe miền Đông bữa nay nó chưa có hoạt động lại mọi người ơi, nó phải gửi những cái xe tải. Ô, chim gì đây, hình như là khoét lửa. Chim này là chim này là chim yến nhung nha mọi người nha. Ồ, rất đẹp, chim này anh em có thể về thả vi rất đẹp luôn. Chim này chim yến nhung mắt ngọc này. Đó, cái lông của nó nhìn rất là đẹp. Cái dòng này thì nó ăn côn trùng ha, thì nó sẽ ăn sâu dế cào cào rồi đó. Yến nhung mắt ngọc, chim này giá là 300 ngàn nha mọi người nha. Chim anh em nào mà có lồng AV á, nuôi thả nó rất là đẹp, thả trong cái lồng AV lồng lớn á nó rất là đẹp. Yến nhung mắt ngọc, cái lông nó màu xanh rêu á, đẹp lắm. Có loại màu đen nữa, có người có loại màu đen thì người ta sẽ gọi nó là cái con chim khách á. Mọi người hay để ý mà thấy ngoài đường có những cái con chim mà đuôi dài dài á, mà nó màu đen nó bay á, là cái con nó là con chim khách, nó cũng là chim khách mắt ngọc, còn này là yến nhung mắt ngọc, không biết đúng hay không nữa nhưng mà. Ủa, có bé à, bên này không có chim gì. Khoét lửa ha, khoét lửa truyền ha. Chim này thì ngày hôm qua em bán giá là 600 ngàn, thì bữa nay cũng vậy, giá cũng là 600 ngàn. Móng mắt mỏ đầy đủ hết nè. Đó, chim này chim truyền ha, mép còn rất là vàng. Ok, rồi giá là 600 ngàn nha mọi người nha. Trời ơi, sâu nhiều lắm mọi người, quá trời sâu luôn nè. Ok, để em đổ sâu ở đây cho nó ăn, tại vì ở nhà em hết sâu rồi. Hồi chút xíu em đổ sâu đi, tranh thủ ra chim. Nhà em toàn sâu nhỏ thôi, không có sâu, em ít khi em xài sâu chung lắm, tại vì sâu chung á, sâu chung á thì mình gửi đi đường đi xa nó sống được lâu hơn là sâu nhỏ và nó không có bò ra ngoài, cho nên là đa số những anh em thợ người ta hay bỏ sâu chung vô là vậy, còn mình nuôi thì mình cho ăn sâu nhỏ nó sẽ tốt hơn. Rất đẹp, chuyển thành mép chuẩn, chim này là chuẩn chim hót luôn nè, mặt rất là đẹp luôn đó, mép vẫn còn rất là vàng nha mọi người nha. Đó, móng đầy đủ hết nè, chim này rất là dài. Đó, mặt rất là đẹp luôn. Bé đầu tiên ha, chim này thì 350 ngàn. Lên cầu. Đây, để em coi coi, lên cầu không. Đấy, xòe to ha. Lên cầu đứng nhịn ha, rất là đẹp. Đấy, đứng nhịn 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 đuôi. Có rất là nhiều anh trai mua chim bên em xong rồi kêu không biết chim em có cho ăn thuốc không mà sao nó dạng dữ. Wow, rồi bé thứ hai, đây chim mép luôn ha. Ai da, nó bấu em đau quá mọi người. Đấy, vàng khe luôn, móng đầy đủ hết ha. Bé này rất là dài nè. Đây, bé thứ hai nha mọi người nha. 350 ngàn nha mọi người nha. Than mép như thế này là 350 ngàn. Đây nè, rất là to và dài.
Đây bé thứ hai. Còn đây là bé số 1 nè, đó lên cầu đứng ngon lành luôn. Ngon lành cành đào luôn, đó đứng nhịp nhịp nữa nè, đó. Đó chìm ở đây. Chìm ở đây nó rất là mau chơi là như vậy. Wow. Đây bé thứ ba. Đấy, xòe ha, cầm ra là cả nắm tay à. Wow, rất đẹp luôn. Đây quay móng cái đã, móng đầy đủ hết nha mọi người nhé, xòe to luôn. Rồi bé này là bé thứ ba đó, đồng giá luôn, thứ 350.000 thôi. Bán chim mấy năm nay rồi, cái giá nó một giá, năm ngoái cũng 350, năm mốt năm kia cũng 350, năm nay cũng 350, mấy năm rồi không có lên giá được. Wow. Trời ơi xòe hết bản luôn. Bé này bé thứ tư nha. Bé thứ tư nha mọi người nha. Wow, thả vô cái đứng trên cầu liền. Ai. Đó, xòe to. Xòe rất to luôn. Mà nói trước ha, bé này nó hơi nhát chút xíu. Rồi, hết rồi. Wow, mái. Trời ơi, mái đẹp chưa? Mái chuyền, mái mép. Chim này chim mái mép ha, học vàng vàng khè nè. Đấy, nè. Mép vàng. Ở chim mái này thì giá là 150 ngàn nha mọi người nha. Hai. Ủa, có bốn bé trống à. Mùa này nuôi chim rất là ngon ha. Chim này thì ở ngoài rừng nó đã thay lông xong xuôi hết rồi, mình chỉ việc mình về mình nuôi cho nó có lửa thôi là nó hót này. Cái dòng này nuôi nó rất là nhanh, mình không có phải tốn công mình nuôi lông nữa. Ủa, cái bé thứ tư đứng lên cầu đã cho mọi người, đứng lên cầu nhịp nhịp. Mấy cái con nào cứ đứng trên cầu á mà nhịp nhịp cái đuôi á là những cái con chim đó nó rất là nhanh hót. Hai bé mái rồi. Trời ơi, chim mái mà nó bự hơn chim trống luôn. Rất là đẹp. Ba chim mái. Thằng em nó nói có con than trống nó bị lỗi, nó đánh dấu lại cho em mà không biết có không. Không biết là lỗi gì. Nãy giờ em chưa thấy, chắc nó để chung với chim mái rồi. Đây là bé than mái thứ tư. Đây, con than bị lỗi đây. Biết lỗi gì nè, mà thấy nó chạy chạy cái mọ nè. Con chim này để con chim này em để riêng ha, để em hỏi lại nó coi nó bị cái lỗi gì và bán giá bao nhiêu. Tại vì nó có đánh dấu, nó có báo em là có con nó bị lỗi. Em để nó ở đâu bây giờ? Để nó ô ô thứ 10 đi. À còn. Wow. Rất đẹp luôn, rất to, rất đẹp. Bé trống này em để ô thứ 9 nha. Không biết còn không? Để em coi lại.
coi hết rồi mọi người ơi. Vậy là có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 chè than trống, 6 than trống, 4 than mái và có con hoét lửa với lại cái con chim khách mắt ngọc. Tổng cộng có 12 bé, hôm nay là chim bên Đắk Nông nha mọi người nha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo nha. Bây giờ em sẽ review cho các anh xem từng bé một theo cái thứ tự ha. Đây là bé số 1. Rồi cái bé số 1 này nó rất là nhẹ nhàng ha, lên xuống rất là nhẹ nhàng. Rồi. Có thể là do nó đang đói. Đây, bé số 2. Đây, trên cái hộp có số luôn nha mọi người nha. Đó, bé số 2 đang nằm. Và đây là bé số 3. Bé này xè dữ ha. Đấy, bé số 3. Và đây là bé thứ 4. Xè rất to. Nhưng mà hơi nhát, hồi nãy em có nói rồi ha. Cái bé thứ 4 này nó hơi nhát. Chim này thì chỉ có những anh em nào mà có kinh nghiệm nuôi chim lâu lâu á thì đì cho nó mau dạng, nó dễ. Rồi đây là mái. Mái thì thứ 5 nha. Mái thứ 5 thì rất là to. Mái thì giá là 150.000 nha. Còn chim trống là 350.000. Dạ, em xin nhắc lại. Chim mái là 150.000. Chim mái là 150.000. Đó, để tránh cái tình trạng mà mấy anh nghe nhầm. Rồi, chim mái nghe ra tới 450.000 lận. Đó. Rồi, bé mái thứ 6. Rồi bây giờ tới bé mái thứ 7. Ồ, xòe rất to ha. Bé thứ 7 này xòe rất là to luôn. Chim mái. Rồi đây là thứ 8. Rất là to con luôn. Chim này anh em về thả vi nuôi ghép mùa sau đẻ rất là ngon luôn. Khoảng tháng 2, tháng 3 bắt đầu tháng... nếu mà nó đẻ sớm thì tháng 3 nó sẽ đẻ. Đó. Nó đẻ tới tháng 7 luôn. Rồi đây là bé trống ha. Bé trống em để ô thứ 9 nha. Rồi đây là chim yến nhung hay còn gọi chim khách mắt ngọc ha. Đó, cái lồng của nó đẹp lắm. Cái lồng của nó cái màu nó rất là khó tả. Rồi còn đây là chim hoét lửa truyền. Đó, giá là 600.000 chim hoét lửa. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo vào ngày mai nha mọi người nhé.